31 tháng 5, lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Nay từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Mẹ Maria định nghĩa đức yêu người. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Thứ hai thì gẫm: Đức bà đi viếng bà Thánh Isave, ta hãy xin cho đặng lòng yêu người. Chúng ta vẫn thường lần chuỗi mân côi với suy gẫm và cầu nguyện ngắn gọn như thế. Nhưng hôm nay, qua bài tin mừng, mẹ Maria đã định nghĩa cho chúng ta lòng yêu người, để chúng ta xin là như thế nào. Mẹ Maria trỗi dậy lên đường. Yêu người thì không cần cầu an một chỗ, nhưng trỗi dậy bước xuống ra đi để đến với người. Mẹ Maria vội vã đi lên miền núi. Yêu người thì không ngại xa xôi hay gian khó, nhưng kiên trì vượt qua bao khoảng cách, thử thách khó khăn trên đường để đến được với người. Mẹ Maria đang mang thai Chúa Giêsu. Yêu người không chỉ là đi tay không đến viếng thăm người, mà còn phải mang theo quà tặng, mang theo niềm vui đến cho người. Quà tặng quý giá nhất, niềm vui lớn lao nhất chính là Chúa Giêsu. Mẹ Maria cất tiếng chúc tụng Chúa. Yêu người là phải làm chứng cho người về một tình yêu vĩ đại, về nguồn tình yêu mà mình đã đón nhận và sẻ chia. Đó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ Maria ở lại với bà Elizabeth. Yêu người không chỉ là đến thăm qua loa rồi về, nhưng ở lại với người, phục vụ người, giúp đỡ người. Đáp lại, bà Elizabeth vui mừng khôn tả và ấp úng đôi lời: Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Ước gì những người nghèo khổ, bệnh tật chung quanh chúng ta
cũng sẽ vui mừng nói với anh Lê Dô, chịu lòng thương xót một huynh trưởng, một ca viên, một ba mẹ, một gia trưởng, hoặc nói với một người xấu xí cùng nghèo khổ rằng: bởi đâu tôi được người của Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Lạy Chúa, xin cho mỗi người, mỗi nhà chúng con học được cách yêu người của mẹ Maria, cũng là cách yêu người của Thiên Chúa, và thực hiện đức yêu người trong cuộc sống này. Amen. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương của gia đình, của giáo xứ chúng con. Mẹ ở đây với chúng con từ ngàn xa xưa thuở ban đầu. Mẹ sớt chia với chúng con những vui buồn sướng khổ. Mẹ cầu cho chúng con có mục tử nhân lành chăn dẫn đoàn chiên. Mẹ giúp chúng con vượt qua bao gian nan thử thách, lúc chiến tranh, cả hồi dịch bệnh. Chúng con xin tri ân mẹ, xin mẹ tiếp tục cầu thay cho gia đình và giáo xứ chúng con vững tin Chúa, sống lời Chúa, mãi yêu Chúa, mãi yêu nhau và yêu hết mọi người. Amen.
mẹ con cùng nhau sớt chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con và giáo xứ con luôn nhớ mẹ. Xin tri ơn mẹ, ngày nào lo âu khấn xin mẹ, mẹ đã thương nguyện cầu thay Chúa ban bình an vui sống. Giữa chiến tranh điêu tàn, giữa lúc ôn dịch đang lan tràn, vẫn luôn được mẹ ơi an nguyện cầu cho chúng con yên. Dù sương khổ mẹ con cùng nhau sớt chia. Maria mẹ ơi, những năm dài đã qua rồi, có tình thương mẹ cao vời, gia đình con và